Con bị bắt cóc rồi anh ơi. Thương, em nói với anh, Linh bị bắt cóc là sao? Anh về rồi ạ. Anh ơi, em tin tưởng cô giúp việc là như thế, tại sao bà lại bắt cóc con mình đi? Bà định bán con mình à anh? Em cứ bình tĩnh đã, nói rõ anh nghe xem nào. Trong khi trong đấy có rất nhiều việc em ạ. Sao, như thế nào? Thì từ ngày anh đi công tác, em cũng bận bao nhiêu là việc. Thế là em giao hết việc nhà cho cô ta. Em cứ tưởng cô ta là người hiền lành, tốt bụng. Không ngờ cô ta lại độc ác như thế. Cô ta định bán con mình đi. Cô ta định bán con mình đi đúng không anh? Có đúng không ạ? Sao lại xảy ra cơ sự này chứ? Không được. Được, mình phải đi tìm con. Phải đi tìm cô ta. Nhất định cô ta lảng vảng quanh đây để tống tiền mình. Em, đi tìm con với anh. Đi. Linh ơi! Linh! Con đang ở đâu? Linh! Linh ơi! Linh! Linh! Anh ơi! Mình đã đi quá nhiều phố rồi mà không tìm thấy con đâu cả. Em nghĩ là bà ta đã đưa con đi thật xa rồi. Không được! Mình chưa đã tìm. Em tìm ở bên kia, anh tìm ở phố bên này nhá. Anh gọi công an nữa, em đi tìm đi. Cái gì thế này? Cảm em có tưởng anh cũng bị bắt cóc luôn rồi ấy. Thương. Dạ. Em giấu anh chuyện gì có đúng không? Chuyện gì ạ? Chuyện về con gái của anh. Thường ngày anh bận công việc, đi công tác triền miên. Lúc thì một tuần, lúc thì một tháng. Em ở nhà chăm con có tử tế không? Anh vừa hỏi gì thế ạ? Anh đang nghi ngờ em có đúng không ạ? Em một lòng, một dạ với bố con anh, coi bé Linh như là con đẻ của mình. Chỉ có cô giúp việc thôi, là cô ta suốt ngày hành hạ con bé. Điển hình hôm trước về, em còn bắt gặp được cô ta đang bắt con bé phải cọ nhà vệ sinh. Thật sự là em quá là bực mình luôn ý. Em đã quát cho ta một trận. Có thật là cô giúp việc đối xử tệ bạc, hành hạ con bé không? Thật. Còn nữa nhá, cô ta còn bắt con bé phải ăn cơm thiêu. Em không thể tin được là cô ta lại độc ác như thế. Sao còn lên kế hoạch bắt cóc con bé nữa chứ? Anh đã báo công an chưa? Anh hỏi lại một lần nữa. Em có chắc là tất cả mọi chuyện đều là do cô giúp việc gây ra không? Rõ ràng là thật mà anh. Cô ta là đồ độc ác. Em mà bắt được á, cô ta không xong với em đâu. Em ngồi yên ở đây đợi anh. Sao con bé lại về đây rồi? Cô còn nói thế được à? Cô dừng lại được rồi đấy. Dạ. Anh tìm được Dung rồi ạ. Anh mau gọi công an cô cổ cô ta lại đi. Người mà công an cô cổ chính là cô đấy, một người mẹ độc ác. Anh đang hiểu nhầm gì em ạ? Hiểu lầm à? Cô nhìn đi, cô nhìn mặt con bé xem. Cô đánh đập, hành hạ con bé khiến nó gầy gò xanh xao đến như thế này. Dung đã gửi tất cả hình ảnh và clip cô bạo hành con bé cho tôi xem. Thậm chí cô bắt con bé nhịn đói, nhịn khát, rồi để con bé ăn mì tôm để trừ bữa. Cô đối xử với con bé như thế à? Anh hiểu nhầm em rồi. Đừng tin những cái gì mà cô ta cho anh xem. Anh đừng tin. Không phải. Thôi đi.
Tôi đã xem tất cả những hình ảnh và clip đấy rồi. Tôi thật không ngờ cô là một người mẹ kế độc ác và nham hiểm đến như vậy. Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Không phải như thế đâu. Anh con gái của bố. Từ giờ trở đi đã có bố ở bên cạnh con. Bố hứa là sẽ bỏ công việc, thường xuyên ở nhà để chăm sóc cho con nhiều hơn nhá. Vâng ạ. Con nói thật cho bố biết, thường ngày mẹ thường đối xử với con như thế nào. Con đừng sợ, đã có bố ở đây rồi. Hãy nói cho bố biết đi nhá. Sẽ không ai dám đánh đập và hành hạ con nữa đâu. Nói thật cho bố biết, mẹ thường cho con ăn gì? Hàng ngày mẹ cho con ăn cơm thiêu, ăn mì tôm sống. Con ghét nhưng mẹ cứ bắt con ăn ý. Con chỉ thích ăn đùi gà thôi. Chỉ có mỗi cô Dung là đối xử tốt với con. Mỗi lần con bị mẹ đánh là cô đều an ủi và mua đùi gà cho con. Con chỉ thích sống cùng bố và cô Dung thôi. Con không muốn sống cùng mẹ đâu. Cô đã nghe rõ rồi chứ? Con gái của tôi không muốn sống với cô nữa. Một người mẹ kế độc ác. Cô hãy cút ngay ra khỏi nhà tôi. Anh, em xin lỗi. Em xin lỗi anh, em có lỗi với anh cả con. Anh cho em một cơ hội để làm lại được không ạ? Cơ hội à? Đấy là bản chất con người cô rồi. Không bao giờ cô thay đổi được. Cô hãy cút đi. Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy bản mặt của cô nữa. Để cho bố con tôi yên. Cô vào trong, thu dọn đồ đạc và cút ngay ra khỏi nhà tôi. Em xin lỗi. Con gái, con ngồi xuống đây. Con còn đau không? Con có ạ. Bố thương. Bố ơi, vậy là từ giờ mẹ không còn sống cùng với chúng ta nữa đúng không? Ừ, đúng rồi. Con có thích không? Con thích chứ ạ. Con chỉ thích ở cùng với bố và cô Dung thôi. Từ giờ bố đừng đi công tác nhiều nữa nhé. Bố ở nhà với con nha. Ừ, bố xin lỗi con. Bố xin lỗi vì đã không ở nhà để chăm sóc cho con nhiều hơn. Bố xin lỗi nhé. Con gái. À, bố về. Con gái của bố ngoan lắm. À, bố có quà cho con này. Thật sao bố? Đây là sản phẩm ăn ngủ ngon Rickies. Có tác dụng kích thích, tăng cường miễn dịch, nâng cao sức đề kháng, giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, giúp trẻ ăn ngon, ngủ ngon, gia tăng chuyển hóa, hấp thụ tối đa dinh dưỡng và phát triển chiều cao, cân nặng của trẻ, giảm suy dinh dưỡng. Dạo này bố thấy con gầy gò, ốm yếu hơn trước, nên mua để con dùng thử đấy. Con uống luôn nhé. Nào, con uống đi. Con phải uống hàng ngày mới khỏe mạnh được biết chưa? À mà bố ơi, thế khi nào cô Dung về vậy bố? Con nhớ cô Dung lắm rồi. Con nhớ cô Dung rồi phải không? Vâng. Cô Dung đang ở quê để chăm sóc mẹ ốm. Khi nào mẹ cô khỏi bệnh thì bố con mình về đón cô ấy lên nhá. Vâng ạ. Uống tiếp đi. Bố xong rồi đây. Con gái bố sẵn sàng chưa? Để bố xem nào. Con gái của bố xinh quá. Bố ơi, từ hồi mà con dùng sản phẩm ăn ngủ ngon Rickies, con đã ăn và ngủ ngon hơn bao nhiêu đấy bố ạ. Con còn được vào đội văn nghệ của trường nữa cơ. Thế á? Vâng. Con gái bố giỏi lắm. Dùng hết hộp này, bố sẽ mua thêm cho con nhá. Vâng ạ. Giờ bố con mình ra bến xe đón cô Dung về nhà. Vâng. Đi thôi. Xe con bảo mẹ hôm trước cái này đẹp không? À,
nữa con bảo mẹ là đi mua xe máy, thế tại sao con lại đưa mẹ ra đây toàn ô tô mẹ này? Mẹ nhìn thời tiết bên nắng nôi này, xong mưa gió nữa, ai đi xe máy, phải đi ô tô chứ. Nhưng mà con ơi, xe này bao tiền? Xe này á, rẻ mà mẹ. Bây giờ mẹ chỉ có phải trả trước có 100 triệu thôi, xong rồi người ta cho trả góp. Cái gì? Thế là con trả góp á? Thế mẹ nghĩ ô tô là 100 triệu. Nhưng mà mẹ làm gì có tiền, trong túi của mẹ chỉ có 10 triệu thôi con ạ. Con ơi, hay là con mua tạm xe máy nhá. Bây giờ thời buổi nào thì con đi xe máy hả mẹ? Bạn con ý, chú đi ô tô hết rồi. Bây giờ con đi xe máy thì chú nó coi con ra cái gì? Mẹ muốn chú nó cười vào mặt con à? Nhưng mà mẹ không đủ tiền. Không đủ tiền thì mẹ đi vay, hoặc là về nhà xem có gì bán đại đi. Hôm trước con đã nói với mẹ rồi còn gì. Bây giờ ấy, không có ô tô con không đi học đâu. Nhưng mà con ơi, ở dưới quê thì làm gì còn đất, mà ở trên này thì hai mẹ con mình ở thuê nhà trọ. Mẹ đi bán nước trà đá vỉa hè thì lấy đâu ra mà bán hả con? Thôi, con thương mẹ, mua tạm cái xe máy được không? À, sao hai mẹ con? Hai mẹ con muốn mua xe à? Dạ, mẹ con tôi đang xem chú ạ. Bãi chúng tôi rất nhiều xe. Thế hai mẹ con đã ưng xe nào chưa? Tôi có biết gì về xe cộ đâu ạ. Cái chính là... Xe này hợp lý còn gì mẹ. Con lại bao nhiêu trả góp? Xe giá bao nhiêu anh? Xe này có giá là 500 triệu. Nhưng mà mẹ cậu già thế này rồi, làm sao mà lái ô tô được? Đương nhiên, làm sao mẹ em lái được. Xe mua cho em. Xe mua cho cậu à? Ừ. Thế thì chúng tôi càng không thể bán được. Thế sao lại không bán? Đây là cửa hàng bán xe, tôi có tiền tôi đến mua, anh phải bán chứ. Cậu có tiền hay là tiền mồ hôi công sức của mẹ cậu? Tiền nào mà chả là tiền. Nói chung là anh bán hàng anh chỉ muốn biết thế thôi. Rất tiếc, chúng tôi không thể nào bán cho loại người bất hiếu chỉ biết ăn chơi trên mồ hôi công sức của cha mẹ được. Nếu như mà cậu muốn ý, cậu tự đi kiếm tiền mà mua xe. Tại sao bắt cái mẹ cậu mua? Cậu thấy đấy, mẹ cậu già rồi vẫn nai lưng ra kiếm tiền để nuôi cậu ăn học. Vậy mà giữa thanh thiên bạch nhật, vì đạt được mục đích của mình, cậu bắt mẹ cậu đi vay nợ để mua xe cho cậu. Mà đáng nhẽ ra đến tuổi này ấy, mẹ cậu cần được nghỉ ngơi rồi. Cậu mới là người cần phải đi làm để kiếm tiền nuôi mẹ mình ấy. Mời mẹ ơi, đi chỗ khác đi, không mua ở đây nữa. Con ơi, từ từ đã con. Mẹ thấy anh ấy nói đúng đấy con ạ. Sao lại thế? Đúng cái gì mà đúng? Nhưng mà mẹ nghĩ là xe cộ nó cũng chỉ là cái phương tiện đi lại thôi con ạ. Quan trọng vẫn là việc học của con. Thế như mẹ đây này, ốm đau bệnh tật, mẹ còn chẳng dám mua thuốc. Huống chi là bây giờ cả một cái xe như này. Thôi, con thương mẹ, đi mua tạm xe gấp nhá. Đấy, cậu có thấy chưa? Mẹ cậu không tiếc hy sinh bản thân mình ra để kiếm tiền nuôi cậu. Nếu như mà cậu vẫn ép mẹ cậu để mua xe cho cậu ấy, thì tôi nghĩ là cậu không đáng làm con đâu. Thôi, hai mẹ con đi về đi. Mẹ, đi học về rồi con. Vâng, có ăn gì không mẹ nấu cho nhá. Thôi không cần đâu mẹ, lúc nãy con ăn ở trường rồi. Mẹ ơi, con có cái này cho mẹ. Cái gì đấy con? Con biết là thời gian qua mẹ vì con mà vất vả, nên là con đã mua cho mẹ một bộ sản phẩm của tập đoàn Kohino. Mẹ lấy ra xem đi. Sản phẩm này chữ cái gì đấy hả con? Con biết sức khỏe của mẹ không tốt nên đã mua bộ sản phẩm của tập đoàn Kohino, bao gồm viên uống hỗ trợ xương khớp Cosamin, bổ sung các chất tăng nuôi dưỡng sụn khớp, hỗ trợ làm trơn các ổ khớp, hỗ trợ giảm khô khớp, cứng khớp, giúp khớp vận động linh hoạt, hỗ trợ giảm triệu chứng của thoái hóa khớp và viêm khớp đấy mẹ ạ. Kết hợp với viên ăn ngủ ngon GABA có tác dụng hoạt huyết, tăng cường máu lưu thông lên não, giảm tình trạng hoa mắt chóng mặt, xây sẩm mặt mày, hỗ trợ an thần, giảm căng thẳng tinh thần lo âu, nhất định sẽ cải thiện được tình trạng sức khỏe của mẹ. Thế
hả con? Con đi lấy nước cho mẹ uống luôn nhá. Ừ. Nước đây mẹ uống luôn đi. Ừ, bây giờ mẹ uống cái loại nào hả con? Ở đây ạ. Cả cái này nữa mẹ. Mẹ ơi. Ơi. Con xin lỗi mẹ. Con biết thời gian qua như thế con là không phải ạ. Nhưng mà con đã nhận ra lỗi sai của mình rồi. Con sẽ không để mẹ phải buồn nữa đâu. Không sao đâu con ạ. Biết lỗi là mẹ mừng lắm rồi. À, con ơi đưa mẹ đi đâu đấy con? Ta-da! Con ơi! Mẹ! Xe của ai đây? Con vừa mới được kiếm được việc làm mới rồi. Với cả cái xe này ấy, là con vừa tự mua được đấy. Ôi, thế à? Con của mẹ. Mẹ chúc mừng con nhá. Mẹ ơi, mẹ đã vất vả vì con nhiều rồi. Từ bây giờ mẹ yên tâm nhá. Con sẽ tu trí làm ăn để mà nuôi mẹ. Con yên tâm. Từ ngày có viên uống ngủ ngon GABA ấy, với cả viên khớp Osamin của tập đoàn Kohino ấy, mà mẹ của anh ấy bây giờ khỏe lắm. Này, hôm nào mà đi lấy hàng ý, bảo mẹ, mẹ đi cùng luôn cho nhá. Thật hả mẹ? Ừ. Con yêu mẹ. Con đi du lịch về rồi đấy à? Vâng. Tự dưng đang đi chơi vui vẻ thì lại phải về cái ngôi nhà này. Bực bội. Con vào phòng nghỉ ngơi cho đỡ mệt. Mẹ lấy cho con cốc nước lọc đi. Đi máy bay về đau hết cả đầu. Thôi nhé, bà già vào. Tại sao mẹ vào đây mà lại không gõ cửa? Mẹ có biết thế nào là phép lịch sự không? Mẹ xin lỗi, mẹ vô ý quá. Nhìn mẹ tôi ngứa hết cả mắt. Mẹ để cốc nước ở đây đi, rồi ra khỏi phòng tôi đi. Con kia, dậy mau! Mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi mà vẫn còn ngủ hả? Vẫn còn sớm mà bà. Tao bà cháu gì với mày? Hả? Đã ăn nhờ ở đầu đây thì phải biết điều, dậy sớm mà hầu hạ bọn tao chứ. Ai lại 6 giờ rồi mà để gọi cứ như là hò đỏ thế hả? Bà, hôm nay bà làm sao thế ạ? Sao tự nhiên bà lại nói cháu thế? Tao làm sao là việc của tao? Còn mày nhá, mày chỉ là đứa con hoang. Con trai tao đã đưa về đây để cho mày ăn cho mày mặc. Bây giờ con trai tao nó mất rồi, việc gì tao phải yêu thương mày nữa hả? Bà. Bà cháu cháu cái gì? Hay nhở? Từ nay đến giờ nói mà vẫn không hiểu cái gì cả. Tao không phải là bà của mày, mày là con hoang, mày nhớ chưa? Còn bây giờ dậy nhanh, đừng để cho tao ngứa mắt đấy. Bà. Bà. Bà, sao cháu đang quét nhà bà cứ vứt ra thế ạ? Quét là việc của mày, còn vứt là việc của tao. Nhà tao, tao thích vứt đâu chả được. Bà, hôm nay bà làm sao ấy nhở? Sao bà lại đối xử với cháu như thế? Khổ quá. Thế tao nói từ sáng đến giờ mày vẫn không hiểu chuyện gì à? Thế tao nhắc lại cho mày nhớ nhá.
Mày chỉ là cái đứa con hoang mà con trai tao nó nhặt về thôi. Bà nội. Nội ngoại cái gì? Tao với mày làm gì có cái huyết thống gì mà nội với chẳng ngoại. Nhà này bây giờ chỉ có 3 người, là tao với mẹ con thằng Bảo thôi. Mày có ở đây thì suốt đời mày cũng chỉ là cái con ô xin thôi. Tao cho mày ở đậu ăn nhờ là phúc lắm rồi. Cháu không tin. Tại sao tự nhiên bà lại đối xử với cháu như thế? Tin hay không là việc của mày. Còn tao ấy, tao không có quan tâm. Bà, hôm nay bà có chuyện gì bà nói cho cháu nghe được không? Chứ bà cứ đối xử như thế này cháu buồn lắm. Mày buông tay tao ra. Mày là cái thá gì mà mày dám động vào người tao chứ? Hả? Sao lại càng ngày càng nhìn cái mặt mày tao lại thấy khó chịu thế nhỉ? Sáng sớm mày ra đã ồn ào. Cháu trai tao mà nó không ngủ được á thì tao khu cái mồm mày lại đấy. Mẹ phải cho cái con này một trận. Mày à. Tao cho mày ăn, tao cho mày ở, mà tại sao càng ngày mày lại càng làm khiến cho tao ngứa mắt kia hả? Đúng là cái đồ con hoang này. Tao không hiểu sao mà cái thằng con trai tao nó lại nhặt mày về chứ. Phải tao á, ngày ấy mà tao nhìn thấy mày ở trong thùng rác thì tao bóp mày chết rồi. Bà, tại sao bà lại đối xử với cháu như thế? Cháu có làm cái gì đâu hả? Tao nhìn thấy mày mà tao đã ngứa mắt rồi. Mày không cần phải làm gì tao cũng ngứa mắt. Mày cút ra khỏi nhà tao ngay. Cái loại ăn bám dơ bẩn này. Mày cút đi. Tao không phải đuổi. Cháu sẽ đi cho bà vui lòng. Cháu đi cho bà vừa lòng. Mày cút đi. Thái ơi, mày. Mày làm tao tất điên rồi đấy. Chị bà, chị Quyên không phải như thế đâu. Chị Quyên ơi, chị Quyên. Cút đi. Mày cút thật ra đi. Tao không muốn nhìn thấy mặt mày nữa. Chị Quyên. Chị đã làm gì sai mà tại sao bà lại đối xử với chị như thế? Từ xưa đến nay lúc nào bà cũng yêu thương chị. Tại sao từ khi bố mất đi bà lại đối xử với chị như thế? Chị không làm gì sai cả. Bà có nỗi khổ của bà. Bà có nỗi khổ gì? Tại sao bà không nói với chị? Chị hận bà. Chị đừng có nói như thế. Tội nghiệp bà lắm. Chị sẽ đi. Chị sẽ không về căn nhà đấy nữa. Chị sẽ không bao giờ tha thứ cho bà. Thế giờ chị định đi đâu? Chị không biết. Nhưng chị sẽ không về ngôi nhà đấy nữa đâu. Chị cầm lấy đi. Bảo, em lấy đâu nhiều tiền thế này? Em, đây là tiền tiết kiệm của em đấy. Chị cầm lấy đi mà trang trải cuộc sống mới. Chị không cần, em cầm tiền về đi. Thì coi như đây là em cho chị vay. Nếu chị hận bà
chị phải có cuộc sống tốt hơn bà chứ. Chị cầm lấy đi. Chị phải sống thật tốt để chứng minh cho bà thấy chị sống tốt như thế nào chứ, đúng không? Chị cảm ơn. Em phải sống thật tốt đấy nhá. Vâng. Chị tìm được nơi ở mới, phải giữ liên lạc với em đấy. Chị biết rồi. Chị đi đây. Chị Quyên. Bà, sao lại đến đây? Bà bị bệnh nặng lắm chị ạ. Chị bận lắm, còn nhiều việc chưa làm. Em về đi. Chị đừng có hận bà nữa được không? Chính bà đã ruồng bỏ chị. Bây giờ bà cần gì đứa cháu Hoàng này nữa? Sự thật không phải như thế đâu. Bà làm tất cả là chỉ vì chị thôi. Ừ, em nhớ rồi. Được rồi, ngày hôm nay em sẽ dẫn con Quyên đi. Mà cái nhà nghỉ cho con Quyên với cả lão già ấy, anh phải book ngay đi nhá. Sau vụ này ấy, chúng ta có một khoản to to đấy. Tha hồ mà tiêu. Cầm lấy và giúp bà nhá. Vâng. Ô, bà ơi, sao bà đưa cháu nhiều tiền thế ạ? Để giúp cho cháu bà có một cuộc sống yên ổn thì có phải bán cái thân già này đi bà cũng thấy không đủ mà. Lỡ mẹ cháu biết chuyện này thì sao ạ? Bà không nói, cháu không nói thì làm sao mẹ biết được? Nhưng mà... Không nhưng nhị gì cả. Coi như là bà cầu xin cháu giúp bà một lần này nhá. Vâng ạ. Mày nhìn những gì thế hả con kia? Dạ, cháu không ạ. Tao bảo mày đi chợ mà mày đi mấy tiếng đồng hồ bây giờ mới về. Mày lại định giở cái trò lười biếng ra đây hả? Cháu không có ạ. Ôi là tôi thế nào. Nó vẫn cứ tưởng nó là tiểu thư lá lốt cành vàng của cái nhà này, cho nên là nó định giở cái thói lười biếng ra đây đấy mà. Cháu không có thật mà bà. Không có. Không có thì lo mà ngoan ngoãn đi. Đừng có lệch với tao á. Tao túm cổ ra khỏi nhà đấy. Vâng ạ. Đúng là cái loại thằng ngoan dở vậy. Bà đừng nói chị như thế. Chị ấy buồn đấy. Buồn cũng phải chịu thôi cháu ạ. Người ngợm thì hơi thối. Khiếp, vào cái phòng này của bà chả khác gì cái chuồng lợn cả. Mà vô tích sự như bà thì chết quách đi. Mẹ kiếp, không vì cái thằng Bảo ấy thì tôi đuổi bà ra khỏi nhà từ lâu rồi. Mẹ làm gì thế này? Mày thương bà ấy thì mày đi mà chăm. Chứ người ngợm bà như thế tao không thèm đụng vào đâu. Ơ Quyên à, ôi dồi ôi, con về từ lúc nào đấy con? Sao không bảo mẹ đón? Bà đã làm gì bà tôi? Ơ mẹ có làm gì đâu, bà bị ốm bà nằm đấy chứ con. Bà im mồm đi. Tất cả là tại bà, chính vì tại bà cho nên tôi mới hận bà tôi suốt 10 năm qua. Bây giờ bà còn nói được những lời thảo mai như thế à? Mày im cái mồm với tao nhá. Nhà này nhà của tao nhá. Cút ra khỏi nhà tao. Bà câm mồm đi. Tất cả những cái gì bà gây ra cho gia đình tôi sẽ khiến bà phải trả giá. Chị Quyên ơi, bà gọi chị này. Bà ơi, cháu về với bà rồi đây. Cháu về với bà rồi đây, cháu xin lỗi bà. Quyên về rồi đấy ạ. Đừng giận bà nữa nhá. Dù thế nào thì Quyên cũng là đứa cháu mà bà yêu quý nhá. Cậu... Bà ơi. Bà.
bà ơi, bà ơi, bà ơi, bà tỉnh lại đi, bà ơi, bà ơi, bà tỉnh lại đi, chú sinh mẹ lấy cho trời rồi. Bà tỉnh lại đi bà ơi. Bà ơi, bà ơi, bà đừng bỏ cháu. Bà cần tiền đúng không? Tôi sẽ cho bà tiền. Trả lại bà cho tôi.